Mến chào tất cả các bác. Các bác có thể cảm nhận được một cái chất tiếng rất là trong sáng cũng như là mềm mại với một bộ karaoke, với những dòng hàng bài xịn đang được phối ghép với nhau và căn chỉnh với một cái mức, đó là cho ra cái tín hiệu tốt nhất từ những chiếc vang cho đến những đôi loa các bác nhé. Với cấu hình này thì em đang ghép với những dòng đẩy của Sansui, model là SA502 các bác nhé. Đồng bộ với Sansui cũng là dòng vang luôn ạ. Vang Sansui DA1 với phiên bản có chip giải mã của cổng quang các bác nhé. Cổng quang cũng như là về phần tín hiệu micro là có giải mã hết các bác nhé. Hiện tại thì em đang sử dụng kênh là SCE. Kênh này là chuyên nghe về những dòng nhạc vàng cũng như là giai điệu dịu dàng. Đó, các bác có thể cảm nhận. Bên trên đó là bộ mic Beyer các bác nhé. Beyer 782 đa mã các bác nhé. Đó, tiếng rất là sáng lạ, em sẽ alo để các bác cùng cảm nhận. Còn với những cái bộ mic này thì bên em phối ghép rất là nhiều bộ karaoke từ gửi đi cũng như là đi lắp tận nơi rồi các bác nhé. Cuối cùng đó là đôi loa DK các bác nhé, DK Dunkin. DK Dunkin thương hiệu đến từ Anh Quốc các bác nhé. Sở hữu là một bass 25 và một chép kèn. Nhưng với đôi qua đôi DK này thì bass 25 thôi nhưng mà công suất đạt đến 400W một loa các bác nhé. Ngang với những dòng loa bass 30. Và đặc biệt là cái phần áp suất của dòng loa này rất là lớn như là những dòng array cho sự kiện các bác nhé. Đó, các bác có thể nghe nhỏ nhẹ với những tiếng gảy đàn và rất là du dưa các bác nhé. Một cấu hình nghe nhạc trên cả tuyệt vời như là những dòng gọi là những bộ nghe nhạc chuyên sâu các bác nhé. Đây em sẽ thử tính mic để các bác cùng cảm nhận nhé. Tính cho già sạch và trong trèo. Đi 1 2 6 7. Nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đổi ngã chia ly, chưa đừng ông sầu làm chi. Các bác có thể cảm nhận được tiếng của em ra rất là ngọt ngào và sáng tiếng các bác nhé. Đặc biệt thì với cái kênh này thì em đang để ở cái chế độ đó là hát nhạc vàng. Đó, muốn echo kéo dài hơn một chút so với cái kênh đầu DJ thì các bác hát kênh SCE này thì rất là hay. Một cấu hình rất là đẹp để các bác có thể phối ghép từ căn phòng 15 cho đến 30m² các bác nhé. Vâng, các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên em qua số hotline 0977434361 các bác nhé. Hoặc các bác có thể kết bạn với số điện thoại qua Zalo, web hoặc là TikTok của bên em. Cả Facebook nữa các bác nhé. Để biết thêm nhiều các cái dòng sản phẩm mà bên em sẽ đăng tải. Vâng, em cũng rất là cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.